đầu tiên kinh doanh của mình ấy, thì mình chỉ cần nghĩ rằng đó là nhập hàng về, chạy quảng cáo và sẽ ra đơn. May mắn sao, đấy là những cái năm của nhiều năm trước rồi. Nhưng ngày hôm nay nếu chúng ta làm như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ rất là khó để có thể cạnh tranh và nổi bật trên thị trường. Vậy thì câu chuyện đặt ra đây đó là những cái kỹ năng nào để chúng ta tránh bị bỏ lại phía sau và chúng ta có thể vượt lên trên so với phần còn lại. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với bạn 4 cái kỹ năng mà đã giúp cho mình tạo ra 100 triệu lợi nhuận, 250 triệu lợi nhuận, 500 triệu một tháng lợi nhuận hoặc nhiều hơn. Và đến bây giờ mình vẫn tiếp tục để rèn giũa nó. Và cái điều đầu tiên ấy đó là tạo ra một cái sản phẩm và dịch vụ mà không thể bị so sánh giá. Đây là cái điều tối quan trọng lúc bắt đầu công việc kinh doanh mình không thể nào biết được. Và sau này khi mà tham gia bất cứ một thị trường nào thì mình luôn cố gắng để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ, chương trình mà mình không thể bị so sánh giá với người khác. Và mình rất là ghét cái việc mà phải cạnh tranh về giá, và đó là một con đường mà chúng ta không nên dây vào. Và nó là một cuộc chơi cực kỳ khó chơi và rất ít người thắng và rất nhiều kẻ thua. Cái lần đầu tiên mà mình tiếp xúc với khái niệm ấy đó là mình nghe cái từ offer. Mình không thể hiểu từ offer nó là gì. Đại loại đây đó, chúng ta sẽ không muốn tham gia những cái thị trường như kiểu là chúng ta đang bán một sản phẩm, sau đó lên Shopee ai đó đặt một sản phẩm khác bên cạnh giống chúng ta, lấy hết hình ảnh sản phẩm chúng ta vào và giảm giá xuống. Thì một câu quote của Alex Mozi đã từng chia sẻ đó là cách để xây dựng một cái doanh nghiệp tồi tệ ấy, đó là bán cái thứ mà ai cũng bán được. Vậy thì câu chuyện đây đó, để mà chúng ta có một cái kỹ năng đòn bẩy cao cho chủ doanh nghiệp ấy thì chúng ta cần phải biết cách xây dựng một sản phẩm, một dịch vụ, một chương trình mà chúng ta không thể bị so sánh với người khác. Vậy thì cái cách mà mình đã tìm ra để có thể làm điều này ấy, đó là chúng ta tạo ra một cái combo sản phẩm để có thể giải quyết một vấn đề triệt để. Ví dụ như nếu mình bán một cái dịch vụ agency chẳng hạn, mình sẽ không bán chạy quảng cáo mà mình sẽ bán làm video quảng cáo, chạy quảng cáo, sau đó xây dựng phiếu bán hàng. Thì mình sẽ đảm bảo được cái kết quả cuối cùng ở đây, đó là mình có thể giúp cho họ tạo ra một cái lượng lớn khách hàng tiềm năng hoặc là đơn hàng. Hay là một cách để mà không bị cạnh tranh về giá nữa, đó là mình sẽ đưa đến một cái kênh khác mà nó khó bán hàng hơn. Ví dụ như là thay vì là cạnh tranh với nhau ở trên Shopee thì mình sẽ đưa lên Facebook và mình sẽ bán với giá cao hơn, và mình sẽ bán nó với cách thức mà nó khó hơn và ít người làm được hơn. Vẫn là cùng một sản phẩm đấy nhưng mình sẽ không bị cạnh tranh về giá, bởi vì mình đang bán ở những kênh bán hàng mà nó sẽ khó hơn, ví dụ như cần phải làm video để bán được hàng chẳng hạn. Thì đó là một trong những cách để mình có thể thoát khỏi cái việc mà cạnh tranh về giá. Ngay kể khi là mình đang bán cùng một sản phẩm dịch vụ, cụ thể hơn về cái lĩnh vực dịch vụ ấy, thì mình đã tham gia vào những lĩnh vực mà nó sẽ yêu cầu khả năng chuyên môn để có thể tham gia. Ví dụ như ở đây đó là gì, nếu mà mình đang bán một cái dịch vụ về doanh nghiệp chẳng hạn, thì nếu mà mình bán một dịch vụ quảng cáo ấy thì một cái người mới vào nghề có thể là mất 3 tháng, 6 tháng đã làm được điều đấy rồi. Nhưng nếu mình bán một dịch vụ liên quan tới video marketing chẳng hạn thì nó sẽ mất có thể lâu hơn 6 tháng đến 1 năm, 2 năm. Nhưng nếu mình bán một dịch vụ đó là xây dựng phễu bán hàng, có thể giúp cho họ bán một cái sản phẩm 25 triệu trên online chẳng hạn, thì nó sẽ có thể mất 3 năm đến 5 năm kinh nghiệm mới làm được điều đấy. Đó là mình đã học được cái tư duy của việc đó là mình phải nâng cấp cái thứ mình bán lên. Nếu mình bán dịch vụ thì thực ra bản chất là mình đang bán cái kỹ năng. Và nếu mình có thể là nâng cấp cái kỹ năng của mình để giải quyết những cái vấn đề lớn hơn ấy, thì mình sẽ càng ít bị cạnh tranh về giá hơn. Đó là cách mà chúng ta có thể là nâng cấp lên và chúng ta đóng gói lại combo với nhau để thoát khỏi cái việc mà sự cạnh tranh về giá. Đó là một cái điều rất là quan trọng, dù là thông qua cái việc là nâng cấp sản phẩm hay thông qua việc bán hàng, để chúng ta không có bị cái việc cạnh tranh về giá. Kỹ năng thứ hai đó là chúng ta cần phải học cách để tạo ra nhu cầu cho sản phẩm mà không nói về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Và đây là một trong những cái kỹ năng đòn bẩy rất là lớn dành cho chủ doanh nghiệp. Nếu chúng ta có thể tạo ra nhu cầu cho một nhóm người lạ ngoài kia không hề biết chúng ta, kéo về để trở thành khách hàng của chúng ta, thì chúng ta có thể rất là vượt trội so với thị trường. Bởi vì trên thị trường ấy, thông thường mọi người đều sẽ nói về sản phẩm và dịch vụ, sau đó chạy quảng cáo, nói về nó, xong bán và tư vấn. Tuy vậy cái nhóm đấy nó luôn chỉ chiếm từ 3-5% thị trường thôi. Vậy thì cái nhóm 95% còn lại rất là lớn. Và ai đủ kỹ năng để có thể là làm cái điều đấy, đưa về cho doanh nghiệp của mình ấy, thì đấy sẽ tạo ra một lợi thế rất lớn. Và trong mỗi thị trường ấy, những cái người kiếm nhiều tiền nhất và tạo ra nhiều lợi nhuận đều biết làm cái điều đấy. Thì nếu mà chúng ta có thể là sở hữu cái bộ kỹ năng đòn bẩy đó, chúng ta sẽ phát triển cái doanh nghiệp của mình lên rất là nhanh. Nếu mà chúng ta chỉ biết bán hàng cho những người mà đã nhận thức được về sản phẩm và dịch vụ rồi ấy, thì thị trường đấy rất là nhỏ. Hãy tập cách để tiếp thị cho nhóm người đang hiểu vấn đề. Ví dụ như là cho những người đang hiểu là mình bị béo nhưng chưa biết giải pháp là gì tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào nhóm tiếp thị ở cái nhóm đấy, thì chúng ta có thể bán được nhiều đơn hàng. Và khi mà biết cách làm điều đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể biết cách để bán sản phẩm mà không cần nói về sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Chúng ta sẽ kể chuyện, chúng ta sẽ showcase, chúng ta sẽ làm những cái thứ khác. Ok, và cái điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ đây đó là chúng ta phải học cách để bán hàng giá cao. Rất nhiều vấn đề sinh ra cho một chủ doanh nghiệp hay cho một doanh nghiệp bởi vì họ bắt buộc phải bán những cái sản phẩm giá thấp. Và khi mà bán những sản phẩm giá thấp ấy thì nhược điểm của nó là biên độ lợi nhuận thấp. Và khi mà biên độ lợi nhuận thấp và khi những kênh marketing quảng cáo đắt lên thì chúng ta không đủ khả năng để chi trả nữa. Thì chúng ta phải tìm cách để thay đổi. Và chúng ta sẽ không bao giờ có một cái mô hình bán hàng đáng tin cậy nếu chúng ta bán những sản phẩm quá rẻ. Những cái sản phẩm rẻ ấy, nó phụ thuộc vào cái traffic rẻ, và traffic rẻ nó thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như ngày hôm nay Facebook, YouTube, TikTok có thể cho chúng ta rất nhiều view, lượt tiếp cận,
và bằng cách nào đó chúng ta không đủ sáng tạo nữa và chúng ta không nhận được nhiều view nữa và doanh thu của chúng ta sẽ sụp đổ. Và liên tục có hàng triệu view trên mỗi video và liên tục thu hút một cái lượng người mới biết tới kênh hay là việc là có traffic rẻ nó không dễ dàng gì, hay dù đó là live stream đi chăng nữa, thì khi mà chúng ta biết bán sản phẩm giá cao ấy thì chúng ta sẽ có một cái biên độ lợi nhuận cao. Và khi mà chúng ta có một biên độ lợi nhuận cao, chúng ta có thể sử dụng đa dạng hơn những kênh bán hàng mà nó có vẻ đắt đỏ hơn. Và đó là lý do mà mình rất là cố gắng để làm chủ cái kỹ năng này, bởi vì đó là một trong những kỹ năng đòn bẩy mà mình thấy rằng là khi mà mình làm chủ nó thì mình có thể có một tương lai với cái doanh nghiệp của mình một cách ổn định hơn. Bởi vì mình không phụ thuộc vào những kênh bán hàng rẻ, mình không phụ thuộc vào việc đó là mình phải kéo traffic rẻ về, mà mình hoàn toàn có sự lựa chọn, đó là mình có thể sử dụng quảng cáo trả tiền, mình có thể sử dụng cái những kênh bán hàng đắt đỏ hơn. Và cái điều thứ tư đó là học cách tuyển dụng những cái người có chuyên môn giỏi mà không dùng tiền. Ok, mọi người rất hay nói việc là chỉ cần có tiền, chỉ có lương cao là sẽ thu hút được người giỏi. Và sau khi đã trải nghiệm rất nhiều cái điều mà cố gắng để thu hút những người giỏi về doanh nghiệp của mình ấy, thì mình thấy điều đấy nó không đúng. Bởi vì rõ ràng ở đây đó là gì, nếu mà tiền giải quyết được vấn đề ấy, thì những người giàu nhất, những doanh nghiệp giỏi nhất họ phải thu hút được toàn bộ nhân tài rồi. Vậy thì câu chuyện đây mình nhận ra rằng là mình sẽ cần phải học cách mà mình sẽ cần phải rèn luyện để có thể thu hút được những người có chuyên môn giỏi về làm việc cùng với mình. Và nó không phải chỉ là một câu chuyện tiền bạc, mà đó là họ sẽ muốn làm việc với mình bởi vì mình có một cái đặc điểm gì đấy, mình có cái kỹ năng gì đấy. Họ cảm thấy là khi làm việc với mình họ sẽ vui hơn, họ sẽ giỏi hơn và họ sẽ đóng góp được nhiều cái ý nghĩa hơn cho doanh nghiệp hoặc là cho khách hàng. Vậy thì câu chuyện đây đó là khi mà mình nhận ra điều đấy thì không chỉ là việc đó là mình cố gắng để tìm ra những mô hình lợi nhuận hơn, mà mình còn liên tục nâng cấp bản thân mình để mình có thể là trở thành những người giỏi hơn nữa, để có thể xứng đáng để thu hút những người giỏi về làm việc cùng với mình. Và đó là cái lúc mà mình nhận ra rằng là nó không chỉ là câu chuyện về tiền bạc khi mà tuyển dụng, mà nó là câu chuyện về bản thân mình, người lãnh đạo. Mình sẽ phải biết cách để trở thành người giỏi hơn. Bởi vì cuối cùng cái nút thắt cổ chai mà mình đã phát hiện ra từ sớm ấy, đó là mình không thể nào tự làm tất cả mọi thứ, mà mình cần tuyển dụng, xây dựng một cái đội nhóm có thể hỗ trợ mình làm những việc đấy nữa, thì mình mới có thể là tiếp thị, bán được nhiều hàng, phục vụ được nhiều người hơn, từ đó mang lại nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp của mình, và có thể là mong muốn là có thể đóng góp được điều gì đấy. Vậy thì may mắn thay, với cái điều cuối cùng này nó đã thể hiện ở chỗ đó là nếu mình liên tục trau dồi ba cái thứ ở trên thì bản thân mình sẽ trở thành một người giá trị hơn, giỏi hơn, thì mình cũng sẽ dễ dàng thuyết phục được hơn những người giỏi muốn về cống hiến và làm việc cùng với mình. Và hẹn gặp lại bạn tại video tiếp theo nhé.